hỏi anh là phận con cháu mình không có muốn ích kỷ là để cho cầu sinh cho ai lúc nào cũng sống với mình, có thể là cho cầu sinh hơn trên chư thiên để giúp cho ba mẹ được khỏe mạnh, cho đến khi mạng phần thì mình nên cầu nguyện Phật những cái kinh nghiệm để cho mình có thể mình tạo phước cho ba mẹ. À, ba mẹ của em bây giờ mấy tuổi rồi? Mẹ 82 tuổi. Đang còn sống không? Sống nhưng mà rất là yếu. Mình có duyên một đời này cõi vô thường, đến ngày đến giờ á, lúc cái thần hồn của mình bay lãng đãng trong cái cõi ta bà này, thì mình chọn, nếu mình chọn vô cái nhà quá khổ thì mình sẽ mau thăng tiến về trời, mình chọn vô nhà quá sướng thì mình sẽ lộn tới lộn lui 3-4 đời. Thì lúc đó đó là tại sao những cái nhà sướng mà mình ở lại thế gian lâu thì do mình sự chọn lựa. Còn những đứa con có hiếu như em mà muốn làm gì để trả ân cha mẹ sanh ra cái thân tứ đại này, đó là cái chuyện bắt buộc phải làm cho tất cả chúng ta trước khi tìm cái chân lý là tìm Phật, tìm về trời, là cái chuyện thế gian bắt buộc. Dầu cho cha mẹ mình có giữ, có đối xử tệ với mình trong lúc cha mẹ mình tuổi còn trẻ bồng bột làm bao nhiêu chuyện sai chướng ngại và có thể nói đem đến sự mất uy tín và xấu hổ của mình, đừng cho đó là xấu hổ, mình phải cho đó là một cái sự gọi là gì, cha mẹ mình ngày xưa kém hiểu biết, kém học và đồng thời có thể là chưa tìm được chân lý về cửa Phật thì làm chuyện sai. Hôm nay mình biết thì mình một con người mà cả ông La Sát giết 990 mấy người lúc mà Phật tại thế, mà giờ chót ngài cũng quay đầu cũng thành Phật vậy, tính giết mẹ luôn á. Thì hôm nay mẹ em 80 mấy tuổi mà giàu em có cầu khấn cỡ nào đi nữa đó mà mẹ em không muốn về trời, nếu là yên đang nói chỗ này cũng sẽ không bao giờ về được. Và hôm nay nếu mẹ em đã ngày xưa ba không biết cửa Phật, hôm nay biết thì cũng là tự mẹ em phải về trời. Em là người trả hiếu bằng cách là đưa cuốn kinh cho mẹ đọc, kêu mẹ vô bàn thờ của quyền Phật, bàn thờ Phật lại sám hối. Đó là em đã làm dữ rồi. Còn em xin á, là cũng không được. Chuyện của người nào ra người đó, tiền trong mặt khao của ai của người đó đúng không? Huống chi cái hồn. Cái hồn làm tự chúng ta là bởi vì mới tự đốt đuốc đi. Còn mấy thầy nói là xin giùm, giảng sanh giùm, cầu siêu giùm. Cả mấy ông cả chết về đâu mấy ông đâu biết đâu. Bởi vì hồi ở Thiên Long Sơn có một cái người đạo ông giáo cứ nói là mấy ông cha, mấy đức Hồng Y hay cả đức Giáo Hoàng cứ khấn cái tất cả các con người ông giáo về trời. Cả mấy ông chết mà ông đội địa ngục còn không biết thì làm gì mà mấy ông có thể có khả năng để đưa người về trời được. Nếu mà làm được vậy thì thôi á, về chở đưa một đống mấy cái người mà gọi là được lớp bì cho ông cái là về trời hết rồi quậy nát cái thiên đình sao? Không có chuyện đó. Bây giờ cái gì đúng không? Tự mình phải thay đổi từ ở đây. Mình do học, dưới này là giống như mình lớp học. Mình phải đạt điểm trên trung bình chút đi, si đi, bi trừ cũng được. Thì mình mới về, ở dưới này FFF không? Thì làm sao mà về? Thì về mẹ em á, hôm nay có đạo Thiên Tâm tu tại gia, về với cha trời mẹ đất. Và cái đạo này á, rất là do đích thân cha là Thượng Đế. Anh là con của ngài là xuống đây để mà dùng cái thân người để nói cái tiếng này để mà báo động cho nhân loại, đó là sự thật. Thì nếu được thì cứ kêu bác cứ giữ 12 giới lực của Thiên Tâm á, nhân cái giới thứ nhất là nhân lợi nghĩa chí tính, làm được cái đó thôi. Rồi giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng thì là được về trời lấy họ Thiên. Rồi em không có làm gì được chứ. Dầu cho mẹ em có mất nữa đọc 49 ngày hay là 490 ngày đọc hoài á, mà ông bà không có đủ phước, không có biết tu cũng không có đi được. Mình không có tu dùm được nha. À, mình chỉ làm theo cái hình thức để cho có cái lễ nghi của Phật giáo thôi à. Chứ không ai tu dùm, không ai cầu siêu dùm nữa chứ. Cứ đưa con kinh...